Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cao tay ông Nguyễn Xuân Phúc xuất chiêu che đậy cho vợ. Giữa lúc rộ lên tin đồn vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu có dính đến vụ Việt Á. Vụ này là vụ án vô cùng nghiêm trọng vì không biết phía Nguyễn Phú Trọng sẽ phanh phui tới đâu. Việc bắt giam Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh được xem là xử lý những người liên quan ở cấp quá cao rồi. Nếu làm tới nữa thì chỉ có thể tấn công vào tứ trụ. Điều mà làm cho những người trong cuộc lo lắng nhất là áp lực từ dư luận. Cứ phanh phui ông A thì lại lòi ông B, và cứ như thế kéo ông này vào lò thì ông khác cũng tiến sát tới lò. Dư luận xã hội vẫn khẳng định Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh chưa phải là chùm cuối. Đây cũng có thể là đúng, bởi móc nối được các cơ sở bên Trung Quốc sản xuất rồi dán mãng mác của Việt Á hoàn chỉnh thì phải có thế lực rất lớn để chuẩn bị. Và phải có sân sau mới lo được mọi thứ, chứ bản thân những ông quan lớn không thể kham nổi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều người cũng thừa nhận sau Nguyễn Tân Dũng thì chỉ có Nguyễn Xuân Phúc là để cho người nhà sử dụng uy tín bản thân để làm ăn kinh tế mạnh mẽ nhất. Từ vợ đến con ai cũng có lợi cả. Vì thế người ta nghi ngờ bà Trần Thị Nguyệt Thu đã dính vào vụ Việt Á không phải là không có lý do. Và lại một số cá nhân có tiếng trên mạng xã hội truyền lấy tin hậu trường sân sau của chính trị Việt Nam cũng khẳng định như vậy. Với lại tin tức tuyệt mật ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của quan chức thì không đời nào báo chí nhà nước dám hở răng đăng một dòng chữ nào. Nên người dân hoàn toàn không biết gì. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã đến lúc suy giảm. Từ ghế thủ tướng chuyển sang ghế chủ tịch nước được xem là đi xuống. Đi xuống về mặt quyền lực. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để vợ con lợi dụng danh tiếng để còn bảo vệ những gì mà ông đang có. Tuy nhiên sự việc đã lỡ và vỡ lở, chỉ có che đậy chứ không thể xóa được dấu vết. Đây hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc lại nói về y tế. Vào ngày 21 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên báo nói về vấn đề y tế. Tại buổi tiếp xúc các cử tri, nhân sĩ, trí thức ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến vấn đề của ngành y tế hiện nay, ông nói rằng ở tầm quốc gia, chính phủ phải tháo gỡ, nhưng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần đưa ra giải pháp cụ thể trước tình trạng bức xúc này. Ông Phúc đề nghị thành phố phải đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế ổn định giá cả, khơi thông bất cập trong đấu thầu mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc và các vật tư tiêu hao. Để giải quyết các vấn đề y tế hiện nay phải có giải pháp chiến lược, nhưng cũng cần những bước đi kịp thời để giải quyết các vấn đề đang găm sức khỏe của người dân. Trước tiên là ngăn chặn khủng hoảng hệ thống y tế thành phố bởi vì quá nhiều người bỏ việc. Phải có chương trình chung, dài hạn. Ông nói và cho rằng y tế đang bị xói mòn, khó khăn nhưng cần phải sớm giải bài toán thiếu thuốc, vật tư và tháo gỡ vướng mắc trong việc mua sắm để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong tình thế ngành y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á, mà trong đó chính vợ ông dường như đang gây ra tai tiếng. Việc tỏ ra quan tâm y tế trong trường hợp hỗn loạn như thế này được xem là hình thức che đậy. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu mặc áo màu tím, có thể là người mang đến rắc rối cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Kể ra cách này cũng hiệu quả, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở trong nhóm tứ trụ nên an toàn, sẽ không có chuyện ông bị truy tố như Nguyễn Thành Long hay Chu Ngọc Anh. Nên dù vợ ông có làm sai đi nữa thì những người ở tầng thấp hơn chịu tội thay, chứ không có chuyện vợ ông và ông phải chịu tội. Vậy nên ai không biết chuyện thâm cung bí sử về gia đình của Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn có thể tin lời đồn nói của ông là thật lòng. Dường như luật bất thành văn của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đã có một chân trong tứ trụ thì không lo đổ bể, không lo tù tội, cùng lắm là trả giá bằng sự nghiệp chính trị. Đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu an toàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc không cần phải hạ cánh mới an toàn, mà ông đang ở trong vùng an toàn. Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chị Đại Thu biến Tôn Thất Thạnh thành dê tế thần như thế nào, chung cuối cùng Chủ tịch Phúc sắp gặp nạn ra sao. Hiện nay một số người thạo tin đang xoáy vào một nghi ngờ, đó là tại sao CDC Đà Nẵng bỏ tiền nhiều nhất để tậu kit xét nghiệm dởm của Việt Á,
nhưng tại sao Bộ Công an chần chừ đến giờ mới cho người đến bắt? Mà lực lượng đến nhà giám đốc CDC Đà Nẵng để bắt người là Công an Đà Nẵng chứ không phải là người của Bộ Công an? Đó là câu hỏi rất lớn. Nhiều nhà phân tích cho rằng đã có đàm phán giữa chùm cuối và người đứng đầu CDC để thỏa thuận bắt giữ. Thà hy sinh một người để cứu nhiều người chứ không thể bị bắt hết. Nhận xét này là khá có cơ sở, bởi vì theo một số nhà báo chuyên nắm tin mật hậu trường chính trị Việt Nam thì cuộc đàm phán giữa chùm cuối và giám đốc CDC Đà Nẵng là có thật. Điều này càng củng cố thêm sự phán đoán của một số người thạo tin là rất khả tín. Đây là hình ảnh bắt Tô Thất Thạnh. Vào ngày 20 tháng 6, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Tôn Thất Thạnh, 58 tuổi, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC thành phố Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc tham mô tài sản. Tham gia vụ khám xét và bắt tạm giam, có đại diện Công an, Viện Kiểm sát thành phố tới nhà riêng của ông Tôn Thất Thạnh trên phố Lê Lợi, quận Hải Châu, đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Thạnh. Ông bị bắt về tội tham mô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ Luật Hình Sự. Cùng bị khởi tố về tội tham mô tài sản, Công an đã bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 40 tuổi, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Lê Thị Kim Chi, 38 tuổi, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng. Nhà chức trách đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Xưa này, ai cũng biết Đà Nẵng và Quảng Nam là sân nhà của Nguyễn Xuân Phúc, mà đã là sân nhà thì chứa rất nhiều bí mật hơn những nơi khác. Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng xuất ngân sách nhiều nhất để nhét vào túi Việt Á. Đây là hình ảnh chị Đại Thu đứng cạnh chồng. Ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm cũng là tội phạm như bao giám đốc CDC khác, cũng là móc nối với công ty Việt Á nhằm tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống đại dịch. Tuy nhiên, bề ngoài là thế nhưng bản chất của Tôn Thất Thạnh không giống với những CDC khác. Cũng theo nguồn tin riêng chúng tôi có được thì các CDC khác là những nơi chịu sự sai khiến của ông Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, riêng CDC Đà Nẵng thực chất không chịu sai khiến bởi Nguyễn Thanh Long mà là chịu sự sai khiến của một chị Đại. Chị Đại này tuy không quyền chức gì nhưng tiếng nói lại mạnh hơn cả Nguyễn Thanh Long. Đó chính là bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Vấn đề bây giờ là làm sao chuyển hướng lời khai sang người đã ở tù mà cứu người chưa ở tù. Người mà Tôn Thất Thạnh nhắm vào là đổ lỗi là Nguyễn Thanh Long là xong. Không biết phía chị Đại có thỏa thuận với Nguyễn Thanh Long trong tù hay chưa. Nếu chưa thỏa thuận, rất có thể vụ án lại bị khui ra vì lời khai hai bên không hề khớp nhau. Lúc đó, chùm cuối mới xanh mặt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc học Nguyễn Tân Dũng được khá nhiều. Học đòi Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc để người thân dấn quá sâu vào làm ăn mở ám để trục lợi thì sẽ có cái kết không tốt. Ông Nguyễn Tân Dũng tuy không bị truy tố nhưng vết nhơ về tham nhũng, về việc để con cái lợi dụng danh tiếng của cha làm ăn những thương vụ đẩy tay tiếng, dường như đấy không phải là bài học cho ông Nguyễn Xuân Phúc mà là một tấm gương. Ông Nguyễn Xuân Phúc có thể ít tham nhũng hơn Nguyễn Tân Dũng, nhưng ở mảng để người thân lợi dụng danh tiếng thì dường như ông Phúc lại tệ hơn. Cả con gái và vợ ông đều lợi dụng tên tuổi của ông. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc không bị truy tố nhưng uy tín thì sẽ xuống dốc thảm hại.